Hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2023, hãng Mitsubishi đã chính thức giới thiệu chai tần thế hệ mới trong sự kiện ra mắt toàn cầu tổ chức tại Thái Lan. Tương tự thế hệ cũ, Mitsubishi chai tần 2023 cũng có phiên bản cao cấp mang tên Athlete. Mitsubishi chai tần Atlet 2023 sở hữu cấu hình thân xe đắp bờ cấp 4 cửa. Tương tự các phiên bản còn lại, xe cũng sở hữu chiều dài 5.320mm, chiều rộng 1.865mm, chiều cao 1.795mm, chiều dài cơ sở 3.130 mm và chiều cao gầm 222 mm so với thế hệ cũ, xe dài hơn 20 mm, rộng hơn 50 mm, chiều cao giữ nguyên và chiều dài cơ sở tăng đến 130 mm. Ngoài ra, chiều dài cơ sở của mẫu xe bán tải này còn nhìn hơn các đối thủ như Isuzu D-Max và Mazda BT50 cùng 3.125 mm, Toyota Hilux 3.085 mm nhưng ngắn hơn Nissan Navara. 150 mm cũng như Forranger 270 mm So với các phiên bản còn lại, Mitsubishi Triton Athlete 2023 sở hữu ngoại hình bắt mắt hơn, nhờ màu sơn cam Yamabuki Orange Metallic đặc trưng. Nổi bật trên nền cam là hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp chữ C, ngược trên đầu xe, ốp trên cản trước sau, ốp của lốp, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, vành la răng, ba nóc và thanh thể thao trên thùng hàng. Ngay cả lưới tản nhiệt của Mitsubishi Triton Athlete 2023 cũng được sơn màu cam tương tự thân xe. Lưới tản nhiệt này có thiết kế mới với những nan nằm ngang và lưới tổ ong ở phía sau. Trên đỉnh lưới tản nhiệt còn dập dòng chữ Mitsubishi. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là hệ thống đèn hai tầng với giải đèn LED định vị ban ngày, ở trên và đèn pha bên dưới. Bên trong giải đèn LED định vị ban ngày là ba đèn hình chữ L. Trong khi đó, đèn pha có ba bóng LED, và tạo hình chữ T nằm ngang hay búa thọ theo cách gọi của hãng Mitsubishi. Riêng đèn sương mù trước được tích hợp vào ốp hình chữ C ngược trên đầu xe. Tiếp theo đó là cản trước mới với tấm ốp gầm màu xám, đi kèm hai khe gió bao quanh khu vực lắp biển số. Ở sườn xe, Mitsubishi Triton Atlas 2023 tạo điểm nhấn bằng bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế đa chấu mới và lốp 265 60 giờ 18. Cửa sổ của xe có thiết kế khá giống người anh em Nissan Navara, bệ bước chân to bản. Trong khi gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và camera. Ngoài ra, Mitsubishi Triton Athlete 2023 còn có thanh thể thao trên thùng hàng và cụm đèn hậu LED nằm dọc mới. Tương tự đèn pha, đèn hậu của xe cũng có tạo hình chữ T nằm ngang bên trong. Bên trong Mitsubishi Triton Athlete 2023 là không gian nội thất hai hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Ghế của phiên bản này được bọc da pha da lộn với chỉ khâu hình tổ ong. Bên cạnh đó, ghế còn phối màu cam đen tương phản, tạo cảm giác thể thao. Không chỉ ghế mà mặt táp lô của xe cũng có đường viền chỉ màu cam làm điểm nhấn. Trước mặt người lái là vô lăng ba chấu mới được bọc ra và chỉnh bốn hướng, tích hợp các phím chức năng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin LCD 7 inch mới. Trong khi đó, đặt nổi trên mặt táp lô là màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch với núm xoay hai bên. Màn hình này hỗ trợ Apple CarPlay. Android Auto đồng thời kết hợp với hệ thống định vị và hệ thống âm thanh 6 loa. Bên dưới cửa gió trung tâm là màn hình hiển thị và các phím cơ học để chỉnh điều hòa với thiết kế như phím đàn piano. Ở khu vực cụm điều khiển trung tâm, hãng Mitsubishi đã bố trí cần số thông thường, núm xoay chọn các chế độ của hệ dẫn động 4 bánh và phanh tay chỉnh cơ. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý khác của Mitsubishi Triton Athlete 2023 gồm có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, chìa khóa thông minh, khởi động máy bằng nút bấm, hệ thống điều hòa hai vùng tự động, hai cổng sạc 12V, cổng USB Type A, Type C cho hàng ghế sau và sạc điện thoại không dây. Nằm bên dưới nắp capo của Mitsubishi Triton Atlas 2023 là động cơ diesel 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.4 hoàn toàn mới. Động cơ này có hai mức sức mạnh là 184 mã lực, 430 Nm và 204 mã lực, 470 Nm. Trong giai đoạn đầu, Hãng Mitsubishi chỉ trang bị động cơ mạnh 184 mã lực cho mẫu xe bán tải này. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Hệ dẫn động của xe là loại một cầu hoặc hai cầu. Trong đó, hệ dẫn động hai cầu có 4 chế độ là 2H dùng cho đường bình thường, 4H dùng cho đường ướt, trơn trượt, 4HLC dùng cho đường ngoại thành và 4LLC dùng cho đường ngoại thành với đường bùn, leo đèo hoặc dốc cao. Ngoài ra, xe còn có 7 chế độ lái. Tiếp theo đó là khóa vi sai chống trượt chủ động với tính năng kiểm soát phanh, khóa vi sai cầu sau, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động, hệ thống treo độc lập phía trước và hệ thống treo tay đòn kép với thanh cân bằng đằng sau. Tại thị trường Thái Lan, Mitsubishi Triton 2023 có giá bán dao động từ 820.000 đến 1 027 000 baht, khoảng 564 đến 706 triệu đồng với cấu hình double cab. Trong tương lai, Mitsubishi Triton mới nói chung và phiên bản Athlete nói riêng chắc chắn cũng sẽ được bán ở Việt Nam.